Các bạn đang nghe truyện Mạc Thế Ta có kho vật tư vô hạn trên kênh TV Audio CV chương 14, Mạc Thế bùng nổ năm. Trần Lạc lấy được tinh thể màu trắng nhạt có kích thước bằng hạt gạo từ lông mày của cô hầu Tang Thi. Đã rất lâu Trần Lạc không thấy tinh thể cấp thấp như vậy. Vì lần lâu nhất là nửa năm trước, Tang Thi cấp thấp và yếu ớt thế này đã rất khó gặp. Chứ đừng nói là 12 năm sau, cho tới bây giờ những Tang Thi hắn vô tình gặp phải đều đạt cấp bót tang thi cũng không ngừng mạnh lên. Sau khi năng lực được đánh thức, nó có thể hấp thụ năng lượng trong tinh thể để tăng tốc độ thăng cấp, hoặc hấp thụ năng lượng để tăng tốc độ hồi phục. Trần Lạc nhớ rõ kiếp trước, vào khoảng 10 giờ, đột nhiên hắn cảm thấy có thêm một nguồn năng lượng thần bí trong cơ thể, nhưng khi ấy hắn không biết đó là gì, cũng không biết cách sử dụng nó. Trần Lạc đặt tinh thể màu trắng nhạt vào trong một chiếc hộp nhỏ đã sớm chuẩn bị sẵn trong không gian dị năng, sau đó đẩy đầu trần kiến an và trần phi ra quả nhiên không có tinh thể sau khi thức tỉnh trong đầu người sống sót mới có thể sinh ra tinh thể trần lạc cũng không quan tâm dù có thì cũng chỉ là tinh thể rác rưởi nhất bên ngoài tang thi nhiều đến mức có thể thu hoạch được dễ dàng trả thù xong trần lạc cũng không vội vã rời đi khoảng nửa tiếng sau hắn sẽ lập tức thức tỉnh dị năng thời điểm ấy trong khoảng thời gian ngắn đầu sẽ đau nhức dữ dội tốt nhất là hắn nên đợi ở đây cho đến lúc đó có lẽ pháp vương cũng sẽ thức tỉnh trước đó trần lạc đã để pháp vương ở trên xe trần lạc ra cửa dự định đón pháp vương vào trước khi đến đây cả bầu trời rất trong xanh nhưng lúc này lại trở nên âm u giống như một trận mưa to trong ngày dông bão cũng không có mưa sắc trời kỳ lạ này sẽ kéo dài ba ngày mới tan ở trong xe pháp vương thầm sợ hãi vì ngoài sân có một cô gái tang thi, ánh mắt nhìn chầm chầm trong xe, miệng không ngừng gào thét. Pháp Vương nghĩ, nếu có bản lĩnh thì ngươi vào đi, sẽ có phim mà coi. Cô gái tang thi thấy Trần Lạc, ngược lại bắt đầu gào thét với hắn. Cửa sắt ngoài sân Trần Kiến An rất chắc chắn, thế nên cô gái tang thi không vào được. Trần Lạc cười, nào, để ta giúp ngươi giải thoát. Trần Lạc tới gần, cô gái tang thi vội đưa hai tay xuyên qua khe cửa sắt, cố gắng bắt hắn. Cho ngươi món ngon này. Trần Lạc lấy dùi cui điện chỉ về phía cô gái tan thi, nó vốn không biết thứ này, cũng không hề sợ hãi, bèn đưa tay cầm lấy. Cánh cửa sắt rung động, vì cơ thể cô gái tan thi rung rẩy dữ dội, có vẻ bị điện giật rất nặng. Hai ba giây sau, nó trực tiếp ngã trên mặt đất. Trần Lạc thốt lên dùi cui điện có tác dụng rất tốt. Ta giúp ngươi giải thoát, nhận một ít thù lao chắc sẽ không quá đáng đúng không trần lạc thấy bốn phía không có tang thi khác yên tâm mở cửa sắt lấy tinh thể từ giữa lông mày của cô gái tang thi ra pháp vương chứng kiến tất cả điều này đã rất kinh ngạc chủ nhân sao ngươi lại hung tàn như vậy sau khi đóng cửa sắt lại trần lạc thả pháp vương xuống xe dắt người lên lầu lần đầu tiên hình thấy thi thể ba người trần kiến an pháp vương rất sợ hãi vội đi theo trần lạc do rảnh rỗi trần lạc bắt đầu lục lọi trong phòng khách trần kiến an cất thuốc lá và rượu ngon rất kỹ trần lạc lấy cho hắn một tẩu thuốc tuy rằng trần lạc chỉ thỉnh thoảng hút thuốc nhưng người nghiện thuốc thì rất nhiều nhiều người già hút thuốc cảm thấy khó chịu khi không có thuốc lá hơn là không có thức ăn trần lạc lấy một quả táo từ từ gọt vỏ pháp vương sợ hãi khi đứng gần nhìn hắn trần lạc cười không quan tâm loài chó cũng có tình cảm nếu không phải bản thân đã trải qua một đời thì khi thấy cảnh tượng này, hắn cũng sẽ chịu không nổi như Pháp Vương bây giờ. Trần Lạc chuẩn bị đưa quả táo đã gọt vỏ vào miệng, định cắn một miếng, bỗng nhiên trên da lông màu đen của Pháp Vương hiện lên một vệt đường điện màu tím. Trần Lạc ở gần Pháp Vương nên bị điện giật. Cả người hắn co quắp, quả táo còn chưa kịp vào miệng đã rơi xuống đất. Trần Lạc vừa sợ vừa mừng, Pháp Vương đã thức tỉnh năng lực ư, Trần Lạc cười mắng, chết tiệt sau khi người thức tỉnh, người đầu tiên bị điện giật lại là ta. Trần Lạc vội tránh xa Pháp Vương, lỡ như lại bị điện giật nữa thì sao, những tia điện thỉnh thoảng bắt đầu lóe lên trên cơ thể Pháp Vương, trên mặt con chó hiện lên vẻ đau đớn. Tuy nhiên, cơn đau chỉ kéo dài hơn 10 giây trước khi Pháp Vương lấy lại bình tĩnh. Trần Lạc hâm mộ, dị năng thiên phú mạnh mẽ, chủ yếu dựa vào hai mặt, thứ nhất là thời gian thức tỉnh. Thức tỉnh càng sớm, thiên phú lại càng lợi hại thứ hai là tốc độ tăng trưởng của dị năng không thể nghi ngờ thực lực tăng lên càng nhanh thì thiên phú càng mạnh mẽ cho hai người có thiên phú dị năng khác nhau cùng một tinh thể vô hạn tốc độ trưởng thành cũng không giống nhau thiên phú của pháp vương không thể nghi ngờ chính là đỉnh cao trong hệ lôi điện hơn nữa lúc này trí tuệ của pháp vương có lẽ đã được khai phá lần thứ hai trần lạc mắng thầm một tiếng người còn không bằng chó Lúc này, Trần Lạc cũng cảm thấy đầu óc đau nhức, giống như có thứ gì đang hình thành ở bên trong. Ngược lại, trên mặt Trần Lạc nở một nụ cười, ta cũng không tệ. Tuy rằng đầu đau, nhưng vẻ mặt Trần Lạc rất bình tĩnh, hắn đã sớm quen với mức độ đau đớn này, mỗi một lần dị năng thăng cấp đều sẽ trải qua như vậy. Trần Lạc cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện một nguồn sức mạnh thần bí. Nếu ở kiếp trước thì ngay lúc này, trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không thể làm chủ và vận dụng sức mạnh này này hiện tại thì trần lạc đã sớm quen thuộc hắn vươn tay từ từ dẫn dắt sức mạnh trong cơ thể vào trong lòng bàn tay một luồng sức mạnh không gian hiện lên trong tay hắn đừng nói người khác ngay cả trần lạc cũng không thấy sức mạnh không gian vô hình ấy nhưng bản thân trần lạc có thể cảm nhận được sức mạnh không gian bị ngưng tụ thành một quả cầu trong suốt trần lạc vung tay lên sức mạnh trong tay đập vào bức tường đối diện trong tích tắc, trên tường xuất hiện một vết nứt có đường kính hơn 10 cm, sâu khoảng 4 đến 5 cm. Pháp Vương ở một bên trợn mắt nhìn. Trần Lạc lắc đầu, đòn tấn công này còn không thể giết chết Tang Thi cấp thấp ngay lập tức, phải cần đến hai đòn. Mà quả cầu không gian vừa rồi đã tiêu hao một phần tư sức mạnh dị năng trong cơ thể Trần Lạc. Sức mạnh hủy diệt của không gian dị năng sơ kỳ không phải không mạnh, chỉ là tiêu hao hơn những dị năng khác nhưng dưới sự khống chế chính xác và quen thuộc của hắn giai đoạn hiện tại tiêu hao nhỏ hơn người khác không gian dị năng tiền kỳ cũng không mạnh mẽ trung hậu kỳ mới bắt đầu phát huy sức mạnh một khi thành thạo bước đi trong không gian xung năng lượng và thứ nguyên chi nhận sức hủy diệt hoàn toàn không thua người dị năng hệ hỏa người dị năng hệ lôi năng lực bảo toàn sinh mệnh càng không có người nào có thể so sánh Lúc này Trần Lạc lấy hai tinh thể vừa mới đạt được nắm ở trong tay và bắt đầu hấp thụ. Trần Lạc không thể thấy tinh thể trong đầu mình, nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Năm phút sau, sau khi hoàn toàn hấp thụ hai viên sức mạnh tinh thể, Trần Lạc cảm nhận được tinh thể đang lớn mạnh hơn, gần như là một phần năm. Hấp thụ thêm khoảng 20 viên tinh thể, trong đầu sẽ trải qua một sự biến đổi nhỏ, Điều đó có nghĩa là Trần Lạc sẽ từ người dị năng cấp 1 thăng cấp thành người dị năng cấp 2. Người dị năng cấp bậc chia từ cấp 1 đến cấp 10, trên cấp 10 còn có cấp vương. Cấp độ cao nhất của pháp vương và linh diễm cơ ở kiếp trước là cấp vương. Trần Lạc đã hấp thụ tinh thể pháp vương, lúc đó từ cấp vương thăng lên một cấp độ khác. Nhưng có ích lợi gì khi không ăn, không uống, không chơi, càng không có ai đi cùng. Sống chẳng có gì, thà chết còn hơn trần lạc nắm giữ được sức mạnh dị năng nhưng pháp vương vừa mới thức tỉnh nên chưa quen với dị năng trong cơ thể cũng không có cách nào khống chế trần lạc dạy hãy cố gắng tập trung năng lực trong người vào cổ họng tích tụ sức mạnh sau đó tấn công về phía ngươi muốn trần lạc vốn tưởng rằng pháp vương sẽ phải mất thời gian rất lâu mới có thể quen với dị năng không ngờ khi nghe được lời của trần lạc pháp vương thử một chút nào ngờ trong miệng lập tức phun ra một vệt tia chớp màu tím mục tiêu là tv lcd trên tường đối diện lúc này màn hình tv bị nổ tung thành từng mảnh trần lạc vô cùng ngạc nhiên đúng là một con chó ngoan trần lạc đi đến kho lạnh lấy vật tư kho lạnh là nơi hắn trữ thịt là một trong hai kho lạnh lớn nhất của thần đô trữ lượng 10 vạn tấn ở đó không phải chỉ có mỗi vật tư của trần lạc sau khi mở cửa sắt ra ngồi trên xe điều khiển bánh xe cán qua cơ thể cô gái tang thi Trần Lạc dắt Pháp Vương ngên ngang rời đi. Đây cũng là một khu biệt thự, có tổng cộng 100 căn, hộ gia đình cộng lại không quá mấy trăm người, lúc này, hơn phân nửa chủ sở hữu cũng không ở trong khu biệt thự. Đa số tang thi tạm thời còn bị khóa ở trong phòng, không ra được, có thể thấy rất ít tang thi. Thỉnh thoảng gặp phải một con tang thi, Trần Lạc không hề dừng lại, lái xe đâm tới. Người dị năng thăng cấp 2 cũng không vội, sức mạnh tăng lên không nhiều, trước mắt còn xa, lại không có dùi cui điện để dùng. Tận thế cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tang thi. Lúc chạy đến cửa ra vào, Trần Lạc thấy siêu thị cao cấp rộng hơn 200 mét vuông, hơi do dự rồi dừng lại. Kẻ trộm sẽ không trắng tay mà rời đi, không phải sao. Chỉ là thuận tay dắt trộm dê thôi. Siêu thị rất lớn lại có nhiều mặt hàng, chỉ cần tốn vài phút để quét sạch hết tất cả, như thế này mới đáng giá. Trần Lạc nhìn qua cửa sổ xe, có thể thấy bên trong siêu thị có vài tang thi. Nơi này không hề nhỏ, chỉ có vài nhân viên không quá bình thường, hơn nữa khách hàng không phải chỉ có một hai con tang thi. Trần Lạc có dùi cui điện, hoàn toàn không sao, nhưng có thể bị thương. Với tính cách cẩu thả của Trần Lạc, có thể mạo hiểm như vậy sao, mua áo giáp với giá cao để làm gì? Lúc này Trần Lạc mặc áo giáp vào, tuy rằng có hơi rắc rối, nhưng vẫn ổn thỏa hắn hài lòng nhìn, lần này ổn rồi. Trần Lạc dắt theo Pháp Vương, nên ngang đi tới. Trần Lạc nói với Pháp Vương, có thể tấn công thì tấn công, cẩn thận một chút, đừng đối đầu trực diện với chúng, di chuyển linh hoạt dụ chúng đi. Tuy rằng không cần đến Pháp Vương, có điều Trần Lạc muốn rèn luyện nó một chút. Thật kỳ lạ, dường như Pháp Vương gật đầu giống như một con người. Trần Lạc đến gần sư thị thì thấy bốn tang thi đang vừa ôm vừa gặm hai người, cả hai đương nhiên đều đã chết hết cơ thể cũng không còn nhiều máu tươi chảy đầy đất dù tang thi ăn no nhưng sẽ không bỏ qua người còn sống đang tới gần bốn con tang thi cùng lúc nhào về phía trần lạc hắn lấy hai cây dùi cui điện ra mỗi tay một cái lúc đó hai con tang thi ngã xuống đất co quắc còn hai con tang thi phía sau pháp vương quát to một tiếng và phun ra một tia chớp tránh ra pháp vương sững sờ trần lạc cười khẽ một tiếng pháp vương dụ chúng đi hoàn toàn không cần thiết chỉ là trần lạc đang làm quen với pháp vương pháp vương nghe xong lập tức chạy dụ dỗ tang thi tốc độ tang thi không nhanh lắm chậm hơn người bình thường rất nhiều huống chi là tốc độ nhanh như chớp của pháp vương rõ ràng pháp vương có thể có thể dễ dàng tiêu diệt hai tang thi nhưng vì lòng oán hận hấp dẫn chúng nó để cho trần lạc thoát khỏi tang thi đồng thời Pháp Vương không quên ngưng tụ ti chớp để tấn công. Trần Lạc tiến thẳng vào siêu thị, không nhìn những thi thể chết chóc khủng khiếp trên mặt đất, sự chú ý đầu tiên bị một loạt rượu và thuốc lá cao cấp trên quầy thu ngân hấp dẫn. Loại thuốc lá này loại thấp nhất là 31 bao, không có loại thuốc lá nào rẻ tiền cả. Tay Trần Lạc lướt qua, chẳng mấy chốc tất cả đều ở trong không gian dị năng của hắn. Sau đó hắn đi tới khu hoa quả, táo cao cấp, cam, chuối tiêu, nho, dưa lưới quét sạch toàn bộ khu đồ ăn vặt khu đồ uống khu lương thực dầu khí đều không bỏ qua chỉ trong vòng vài phút gần như tất cả các mặt hàng trên kệ đều đã trống rỗng một tiếng gầm truyền đến trần lạc tìm kiếm âm thanh đó đi đến được khu chứa đồ của siêu thị một con tang thi dáng vẻ trông giống như quản lý siêu thị bị nhốt trong khu vực nhà kho bên trong đó còn có một chiếc bàn làm việc xem ra là của hắn Trần Lạc dễ dàng khiến con tang thi bị điện giật chết, hắn không thèm nhìn kỹ từng chiếc trương đựng đồ vật, không quan tâm nhét hết vào trong không gian dị năng. Dù sao thì không gian rộng nên có thể tùy ý, Trần Lạc lấy tinh thể tang thi của quản lý cửa hàng ra, rồi ra ngoài siêu thị thu hai tinh thể của tang thi bị điện giật chết lúc nãy. Hai con tang thi bị pháp vương dắt đi, một con đã bị giật điện chết, vậy còn lại một con. Không phải pháp vương không muốn chết, chỉ là nó vừa mới thức tỉnh dị năng ma lực không có không thể phát ra tia chớp nữa pháp vương rất chán nản sao chủ nhân có thể giết chết tang thi dễ dàng như vậy còn mình thì không trần lạc cười xoa đầu con chó ngươi đã cố hết sức rồi cho ngươi một ít thời gian nữa ngươi chính là con chó xinh đẹp nhất đôi mắt pháp vương lấp lánh thật sao dù là không hấp thụ tinh thể được sức mạnh dị năng cũng sẽ từ từ tăng lên tuy vậy dĩ nhiên không nhanh bằng việc hấp thụ tinh thể phát vương dắt tang thi đi dạo trong lúc vô tình đưa tới hai con tang thi bảo vệ chúng bị trần lạc giết chết trong hai ba chiêu giữ sáu tinh thể tang thi trong tay trần lạc lái xe ra khỏi khu biệt thự ra khỏi khu biệt thự trần lạc không đi ra đường lớn chuẩn bị đi con đường hẻo lánh đến kho lạnh thỉnh thoảng có tang thi phát hiện hắn nhưng với tốc độ của chúng chỉ có thể ở phía sau ăn khí thải Thỉnh thoảng hắn cũng thấy chủ xe đột nhiên trở thành tang thi và những chiếc xe mất kiểm soát đâm sầm khắp nơi. Khi ngày tận thế bùng ra, chỉ trong vài phút, dân số toàn cầu đã giảm xuống 80%, mọi trật tự, sản xuất toàn bộ đều bị tê liệt. Đèn giao thông chưa tắt điện vẫn đang hoạt động, người đầu óc có bệnh lúc này mới tiếp tục đứng chờ đèn đỏ. Trần Lạc không ngần ngại vượt qua luôn. Ở phía sau, có một chiếc xe màu trắng đi với tốc độ cao chạy song song với Trần Lạc một thanh niên thò ra cửa sổ xe, lo lắng hỏi. Này, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Ta không thể gọi điện thoại báo cảnh sát được. Trần Lạc nhìn chầm chầm phía trước, không nhìn hắn, bình tĩnh nói, rất rõ ràng là ngày tận thế đã xảy ra. Trần Lạc tăng tốc, lướt qua thanh niên. Thanh niên không cam lòng nói, này, kết bạn đi, chúng ta có thể phối hợp với nhau. Giọng nói lạnh lùng của Trần Lạc truyền đến, không cần thiết sói sẽ không hợp tác cùng với cừu. Trần Lạc dự định sẽ thu nhận một vài tiểu đệ, nhưng không phải mèo hay chó gì cũng đều nhận. Chỉ thu nhận tinh anh. Những người bình thường còn sống sót, giai đoạn trước mắt, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, thì có chút hữu dụng, khoảng chừng mấy năm sau, chỉ có thể dùng làm bia đỡ đạn. Nhưng mấy năm đó, phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, ít nhất cũng phải tiêu hao hết 50 cân thịt heo, Trần Lạc có nhiều tài nguyên, nhưng không phải là vô hạn không thể trách trần lạc máu lạnh mà là do thế giới này quá tàn nhẫn hơn nữa trần lạc còn phải thu thập vật tư mang theo người bên cạnh không tiện vì có thể sẽ vạch trần bí mật về năng lực không gian khác thường của bản thân hắn nếu như trần lạc không chuẩn bị mang theo pháo hôi cũng không sao chẳng hạn như để hắn hấp dẫn tang thi nhưng thực ra không cần thiết phải như vậy vừa mới quẹo vào một con hẻm chật hẹp lái xe đi được vài chục mét trần lạc cau mày Phía trước có công trường đang thi công, chiếm mất nửa con đường, vẫn còn đủ chỗ cho một xe đi qua, thế nhưng, một chiếc xe tải mất lái đã tông vào rào chắn bao quanh của công trường, chắn ngang lối đi. Nhìn thoáng qua, có hơn 20 tang thi, hầu hết đều mặc quần áo công nhân. Quanh đây chỉ có một con đường này là có thể dẫn đến kho lạnh, nếu chuyển sang đi đường vòng sẽ mất rất nhiều thời gian. Trần Lạc bước xuống xe, không còn cách nào khác, chỉ có thể giải quyết bọn chúng. Pháp Vương cũng xuống xe, Trần Lạc nói, ngươi chỉ cần ở yên đấy, tự bảo vệ chính mình là được. Xung quanh không có người sống, khi Trần Lạc đột nhiên xuất hiện, đám tang thi này lập tức lao tới giống như chó thấy cứt. Trần Lạc thản nhiên mỉm cười, lấy ra hai chiếc dùi cui điện, mỗi tay một chiếc. Di di. Tiếng điện vang lên, hai con tang thi liền ngã xuống đất. Nhưng Trần Lạc cũng bị bao vây bởi tang thi. Trần Lạc không chút hoảng sợ, bốn năm tang thi đồng thời lao tới mà dùi cui điện thì lại chỉ có thể giật điện hai con cùng một lúc trần lạc chậm chạp mặt lên người bộ áo giáp không thể tránh khỏi sự tấn công của tang thi nhưng trần lạc được trang bị đầy đủ vũ khí người mặc áo giáp làm bằng hợp kim đầu cũng đội mũ bảo hiểm trắng chắc áo giáp làm bằng hợp kim làm sao có thể bị tang thi phá vỡ được tang thi không quan tâm điều này liên tục dùng móng vuốt hoặc trăng trắng vào người trần lạc tang thi dùng móng vuốt vẫn còn tạm ổn cào vào áo giáp phát ra âm thanh ma sát khó chịu ngoại trừ để lại dấu vết mờ nhạt thì đối với trần lạc căn bản không hề gây ra uy hiếp nào tang thi dùng răng cắn thì thảm rồi răng của bọn chúng có sắc nhọn hơn lực cắn cũng tăng lên rất nhiều nhưng vẫn không thể cắn xuyên qua áo giáp lực cắn càng mạnh bọn chúng càng chịu nhiều tổn thương đột nhiên có hai chiếc răng đẫm máu văng lên giữa không trung cắn mạnh đến mức bay mất cả răng Trần Lạc khúc khích cười, những ngày sau này cũng không có ai trồng răng giúp các ngươi. Tốt nhất vẫn là đừng cắn, cắn rồi sẽ mất hết răng, các ngươi chỉ có thể liếm. Nhờ có áo giáp bảo hộ, lũ tang thi hoàn toàn không thể làm hại được Trần Lạc. Đương nhiên, chỉ áo giáp thôi là chưa đủ, nếu không sẽ không dễ dàng đã thương tang thi. Một tang thi bị điện giật không giống với thường ngày, bị điện giật choáng một chút, rồi vẫn dữ dội như cũ. Ngược lại, dùng sức chọc lấy dùi cui điện. Không cần nghĩ cũng biết, chiếc dùi cui điện này không còn nhiều điện nữa. Điện áp của dùi cui điện này rất cao, nhưng cái giá phải trả là nó không hoạt động được lâu, Trần Lạc đã dựa vào nó giết chết bảy tám tang thi. Nếu ngươi muốn, ta liền đưa cho ngươi, Trần Lạc buông lỏng tay, lại lần nữa từ trong không gian khác lấy ra một cây dùi cui điện. Ta thế mà đã chuẩn bị đủ 50 cây sau khi dễ dàng tiêu diệt hết tang thi và thu hồi những chiếc dùi cui điện đã hết điện trần lạc lấy đi tinh thể của bọn chúng đi đến xe tải bên cạnh trần lạc nhìn thoáng qua thấy tất cả cửa sổ một bên đều bị vỡ trong xe không có người nhưng chìa khóa vẫn còn trong xe có lẽ chủ xe đột nhiên biến thành tang thi bị mắc kẹt trong xe lại không biết lái xe chỉ có thể đập vỡ cửa sổ trần lạc di chuyển chiếc xe tải lần nữa lên đường lần này không ngoài ý muốn đi tới khu vực ngoài kho lạnh thay vì gấp gáp vào kho lạnh trần lạc đã chuẩn bị một chiếc xe tải hạng nặng gần đó trong một phạm vi rộng rãi chiếc xe tải hạng nặng này còn là vũ khí lợi hại hơn cả áo giáp và dùi cui điện trong bãi đậu xe trần lạc tìm thấy chiếc xe tải hạng nặng mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng mỉm cười lấy chìa khóa đã chuẩn bị sẵn mở cửa mang theo pháp vương lên xe cửa của chiếc xe tải hạng nặng này cách mặt đất hơn một mét nên phải bước lên bậc thang mới có thể thuận tiện ngồi vào cảm giác lái một chiếc xe tải trọng so với xe con hoàn toàn không thể so sánh vô lăng dày và thân xe cao có thể mang lại cho người lái nhiều cảm giác an toàn bỏ lại xe con trần lạc có chút không quen tay lái xe tải hạng nặng đến kho lạnh cửa điện tử bên ngoài kho lạnh được đóng chặt trần lạc không quan tâm điều khiển xe tải hạng nặng đạp mạnh chân ga tăng tốc và đâm vào nó. Nếu như là xe con mà đụng vào cửa điện tử này, nói không chừng có thể chỉ còn lại cái xác. Nhưng trước một chiếc xe tải nặng như vậy, cánh cửa điện tử lập tức bị phá vỡ, xe tải lao vào khu vực kho lạnh như không có chướng ngại vật. Trần Lạc há hốc miệng, ôi, loại cảm giác hủy diệt này thật là sảng khoái. Kho lạnh này rất lớn, thường ngày có không ít nhân viên công tác, đang là giờ làm việc nên trong kho lạnh có rất nhiều tang thi không dưới 100. Dùi cui điện có thể giết, nhưng tiêu tốn rất nhiều điện. Tiếng kêu lớn của xe tải cộng thêm âm thanh đâm mạnh vào cánh cửa điện tử ngay lập tức thu hút sự chú ý của số lượng lớn tang thi, bọn chúng lao về phía Trần Lạc. Trần Lạc cười nhẹ, dùng tốc độ lao lên. Rất ít người bị xe tải hạng nặng phóng hết tốc lực tông vào mà có thể sống sót. Những tang thi trước mắt căn bản không biết vì sao phải tránh đi, thay vào đó cố gắng ngăn lại chiếc xe tải hạng nặng căng xe tải bằng tay không, đây không phải chỉ là vấn đề về não nữa rồi, hai tang thi ngay lập tức bay lên không trung 3 mét và rơi xuống đất, không còn sự sống. Chuyện này sản khoái hơn nhiều so với việc sử dụng dùi cui điện. Tang thi tới ngày càng có nhiều, nhưng không có chút uy hiếp nào. Có tang thi bị đâm ngã trên mặt đất, chưa chết hẳn nên trần lại lại lái xe qua người bọn chúng lần nữa. Không tin rằng ngươi sẽ không chết. Trần lạc sông sáo ngang dọc chạy xe khắp kho lạnh, quả thật không nên phấn khích quá mức pháp vương ở bên cạnh hưng phấn hét lên những tang thi ngu ngốc đang lần lượt lần lượt lại đến sau mười mấy phút trần lạc cố tình tạo ra tiếng động nhưng không thu hút thêm bất kỳ tang thi nào nữa trần lạc xuống xe nhưng không gấp đi vào kho lạnh thu thập vật tư mà là một bên thu thập tinh thể từ não của tang thi một bên quan sát xem xung quanh có còn người sống sót hay không hắn vừa mới gây ra tiếng động lớn như vậy nếu chung quanh có người sống sót nhất định sẽ chú ý đến trong điều kiện như kho lạnh một khi tận thế đến nếu như có người sống sót hoặc là dùng tốc độ nhanh nhất của mình để thoát khỏi tang thi trốn thoát ra ngoài kho lạnh hoặc là sẽ trốn trong một căn phòng vững chắc không có gì tốt nhất nếu như có trần lạc chắc chắn sẽ không đem theo những người sống sót rời đi không thân không quen dựa vào cái gì chứ tất cả vật tư hữu ích trong kho lạnh nhất định phải thu sạch hết không thu thập trước mặt người khác nhưng vật tư trong kho lạnh đã không còn làm sao có thể không nghi ngờ trần lạc chuyện trần lạc có số lượng lớn vật tư như vậy chắc chắn không thể bị lộ ra ngoài chỉ có thể tàn nhẫn ra tay trần lạc sẽ không giết người vô tội một cách bừa bãi nhưng ngươi uy hiếp đến ta sau ngày tận thế trên thế giới này không có đúng sai chỉ có thể chiến đấu với tang thi quái vật và thậm chí cả những người sống sót chiến đấu đến chết vì nguồn vật tư có hạn giống như trần lạc vì một miếng xúc xích mà đánh nhau với người khác trần lạc muốn ăn xúc xích muốn lấp đầy cái bụng là sai sao những người khác cũng làm vậy để lấp đầy dạ dày của họ có sai không pháp vương có lỗi không pháp vương có làm gì sai không không chọc gì đến trần lạc cũng bị ăn đấy thôi lúc này trên mái nhà của kho lạnh có ba người may mắn sống sót đang nhìn chằm chằm vào trần lạc bọn họ là công nhân trong kho đông lạnh có hai nam một nữ Hai người đàn ông là công nhân khuân vác ở trong kho đông lạnh, tên là Cố Đào và Đồng Viễn Hàng, hơn 30 tuổi, sức khỏe rất tốt. Còn người phụ nữ là kế toán của kho đông lạnh, tên là Trương Mộng, năm nay hơn 20 tuổi, bề ngoài cũng coi như thanh tú. Lúc mặt thế xảy ra, bởi vì không phải làm việc cho nên Cố Đào và Đồng Viễn Hàng ngồi gần kho đông lạnh buôn chuyện phím, cách những người khác khá xa. Nhìn thấy tang Thi xuất hiện, hai người bọn họ sợ suýt đái ra quần, tan thi chặn đường đi, mà bọn họ không có gan xông ra ngoài, cho nên dựa vào khả năng quen đường thuộc lối trốn vào trong kho đông lạnh, trèo lên thang gắn tường thông lên trên mái nhà, sau đó bịt kín đường đi lên lầu lại. Trương Mộng thì may mắn hơn một chút, lúc ấy cô ta đang ở trong văn phòng. Sau khi nhìn thấy có người bị biến dị, vội hét toán lên rồi trốn đi, vừa hay nhìn thấy cố đào và đồng viễn hàng đằng trước, cho nên bò lên trên tầng thượng với bọn họ tang thi phát hiện ra ba người bọn họ nhưng không làm cách nào để bắt được ba người chỉ có thể chắn đường bên dưới sau khi trần lạc đến mới nhào lên muốn cắn hắn bọn họ cũng nhìn thấy hành động dùng xe cán qua nghiền nát đám tang thi của trần lạc trương mộng kích động nói chúng ta xuống dưới bảo hắn đưa chúng ta đi cùng thôi đồng viễn hàng cũng nói đây là xe tải loại có thùng xe trong cabin điều khiển cũng có thể chứa được năm sáu người không biết vợ ta ở nhà thế nào rồi Ta lo lắng sắp chết rồi, nếu lái xe này đi chắc chắn sẽ rất an toàn. Chính mắt bọn họ đã nhìn thấy hơn 100 con tang thi bị xe tải này cán chết. Cố Đào hút một hơi thuốc lá, lắc đầu nói, loại xe này cũng chỉ được cái rộng rãi, ở trong thành phố có rất nhiều xe, đi xe này không lái nhanh được, nếu bị chặn lại cũng chỉ có đường chờ chết. Trương Mộng lo lắng nói, lúc vừa mới xảy ra biến dị mạng internet vẫn còn hoạt động được, ta lên mạng xem thông tin thấy có rất nhiều người nói đã nhìn thấy tang thi, có khi nào toàn thế giới đã biến thành như vậy không? Đồng viễn hàng lại nói, không cần biết, ta phải về nhà để xem xem, loại xe tải này kiên cố hơn những loại xe khác ở trong kho đông lạnh của chúng ta nhiều. Trương Mộng cũng đồng ý với lời nói của hắn. Nhưng cố đào lại không nghĩ như vậy, hắn là cha mẹ các ngươi chắc, ngươi bảo hắn làm cái gì thì hắn phải làm vậy à. Tên tài xế này là kẻ độc ác tàn nhẫn, nếu không sẽ không làm ra chuyện như vừa nãy đâu. Viễn Hàng, hắn sẽ mạo hiểm chở ngươi về nhà chắc. Ta đoán người này biết kho đông lạnh của chúng ta có vật tư, cho nên mới đến đây để cướp vật tư, sau khi lấy xong hắn sẽ đi luôn, còn lâu mới để ý đến ngươi. Đồng Viễn Hàng ngẩn người, nếu đổi lại hắn là tài xế của chiếc xe này, có người lạ yêu cầu hắn chở về nhà, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý, không quen không biết, sao phải mạo hiểm để giúp người khác chứ, cố đào tàn nhẫn nói, đi nhờ xe tải của người khác không chắc ăn bằng tự chúng ta chiếm được nó, đi thôi, chúng ta đi cướp xe tải của hắn. Cho dù không phải tận thế thì hành động này của chúng ta cũng chỉ có thể coi là hành vi khẩn cấp lúc gặp nguy hiểm, không tính là cướp bóc, chúng ta không giết hắn, chỉ khống chế hắn thôi. Trương Mộng bỗng nhiên nói, xem kìa, hình như hắn có mặc áo giáp. Cố Đào và Đồng Viễn Hàn cũng nhìn lại, lập tức kinh ngạc, thầm nhủ quá đỉnh. Tuy xe tải rất kiên cố, nhưng lúc xuống xe sẽ không được an toàn có điều nếu có áo giáp thì không có gì đáng lo cố đào càng kiên định với ý tưởng cướp xe của trần lạc hai người các ngươi thấy thế nào đồng viễn hàn lập tức nói đúng thế mau cướp xe của hắn tên tiểu tử này dám nghĩ đến chuyện trộm đồ ở kho đông lạnh đúng là không thể chấp nhận được kho đông lạnh mộng hơi do dự nhưng cũng nhanh chóng đồng ý đi nhờ xe của trần lạc không bằng để đồng nghiệp lái xe dù sao bọn họ cũng là người quen hơn nữa cùng là đồng nghiệp với nhau, chắc chắn bọn họ sẽ giúp đỡ mình. Thấy hai người đã đồng ý, cố đào cười khà khà nói, Trương Mộng, ngươi dùng mỹ nhân kế để hấp dẫn lực chú ý của hắn, còn ta và đồng viễn hàng sẽ cùng nhau tấn công hắn. Sắc mặt Trương Mộng đỏ ửng, trong lòng thầm đắc ý, ở trong kho đông lạnh toàn là đám đàn ông thô kệch, chỉ có mình cô ta là mỹ nhân thôi, đúng không? Có người nghe người ta nịnh nọt nhiều, cho nên tin răm rắc ba người leo xuống khỏi mái nhà, đi thẳng về phía Trần Lạc. Trương Mộng cố gắng ép giọng nói xuống, làm ra vẻ ngọt ngào, xin chào, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Cố Đào và Đồng Viễn Hàng cũng tận lực nặng ra nụ cười ấm áp đầy vẻ cảm kích. Lúc trước bọn họ trốn trên mái nhà, hơn nửa sắc trời tối tăm, cho nên Trần Lạc không để ý tới. Trần Lạc hiếp mắt nhìn, bước tiếp theo bọn họ sẽ yêu cầu hắn dẫn bọn họ đi theo, hay là sẽ trực tiếp động thủ, trần lạc cũng không lập tức ra tay hỏi nơi này chỉ có mấy người các ngươi thôi à sắc mặt trương mộng tức khắc trở nên ảm đạm gật đầu nói đúng thế chỉ có ba người chúng ta còn sống thôi chung cảnh báo trong lòng trần lạc đột nhiên rung lên bởi vì hai người cố đào và đồng viễn hàng một trái một phải đang đi áp sát vào bên cạnh hắn giữa người lạ thông thường sẽ đứng cách ba mét theo bản năng chỉ có những người quen biết mới có thể đến gần hơn một mét Cố Đào và Đồng Viễn hàng đồng thời ra tay, mỗi người ấn vào một bên bả vai của Trần Lạc. Bọn họ rất tự tin, bởi vì công việc của bọn họ là bốc vác hàng hóa, cho nên có sức lực khỏe hơn những người bình thường rất nhiều. Tuy áo giáp phòng hộ đúng là rất tốt, nhưng nó chỉ có tác dụng đối với tang thi mà thôi, đến không suy xét đến việc đảm bảo tuyệt đối chiến thắng, thì một người trong đám bọn họ cũng có thể khống chế được Trần Lạc đang mặc áo giáp. Trần Lạc thầm cười lạnh, mẹ nó ta còn chưa thèm ra ta các ngươi đã vội vàng động thủ trước rồi nếu như trần lạc không có chuẩn bị trước thì một người bình thường đối mặt với hoàn cảnh này sẽ phải bó tay chịu trói hoàn cảnh ác liệt có thể phóng đại mặt ghê tởm trong tính cách của con người lên vô số lần lương thiện là thứ không đáng giá tiền nhất trong mặt thế cũng là thứ có thể gây hại cho người ta nhất cố đào đè bả vai của trần lạc lại đắc ý nói người anh em ngươi đừng phản kháng làm gì yên tâm đi chúng ta sẽ không làm ngươi bị tổn thương đâu gâu gâu pháp vương đi chỗ khác tìm kiếm lúc này vừa hay đã trở lại nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt sắc mặt con chó tức khắc trở nên hung dữ ba người cố đào sợ hãi không thôi còn có một con chó nữa sắc trời quá tối bọn họ không nhìn thấy rõ có điều ba người bọn họ cũng không thèm để ý tới bởi vì thể hình của pháp vương không cao lớn dũng mãnh nhưng chưa đợi pháp vương hành động trong tay Trần Lạc đột nhiên xuất hiện hai cây côn điện, nhanh chóng đâm về phía thân thể của cố đào, đồng viễn hàng. Người chết rồi, sẽ không để lộ ra chuyện Trần Lạc có thể lấy được đồ vật từ hư không. Quy lực của cây côn điện đã được chứng minh từ lâu, hai người tức khắc kêu lên thảm thiết, thân thể run rẩy kịch liệt, không tự chủ mà buông lỏng Trần Lạc ra. Trương Mộng nhìn thấy cảnh tượng này, đầu óc tức khắc trống rỗng, cô ta nhìn thấy Trần Lạc cầm côn điện đi tới gần, Lập tức hoảng sợ thét lên, đừng giết ta. Sao nào, mặt ngươi to thế cơ à, Trương Mộng muốn chạy trốn, lúc nguy hiểm ập đến cũng là lúc tiềm năng của con người bùng nổ, Trần Lạc đang mặc áo giáp, muốn đuổi theo cô ta đúng là không dễ chút nào. Nhưng không sao, đã có pháp vương đuổi theo, nó nhảy lên vồ vào sau lưng Trương Mộng, đâm thật mạnh vào người cô ta, làm cho Trương Mộng ngã sấp mặt xuống dưới đất. Trần Lạc tiến lên bổ thêm một nhát đao chí mạng nhìn thi thể của ba người trần lạc đột nhiên bật cười cho nên có đôi khi ngươi phải ra tay trước chứ chờ đến lúc người khác đã động thủ rồi mới phản kháng lại không phải là đã muộn rồi sao trần lạc trèo lên xe tải lái xe chạy đến gần kho đông lạnh sau đó sang thay đổi đầu xe khác trong lúc đi vô tình cán qua ba vật thể mềm mại hắn không có ý gì khác chỉ là vừa lúc đi ngang qua thôi trần lạc xuống xe chuẩn bị thu dọn vật tư Phát Vương ở bên ngoài kho đông lạnh để canh chừng, nếu có người đến gần thì nó sẽ báo động cho Trần Lạc biết. Đầu tiên hắn đi tới phòng chứa thịt của mình trong kho đông lạnh, thu hết toàn bộ thịt dự trữ của mình lại. Trước khi Mạc Thế bắt đầu hắn không thể đến lấy, bởi vì Trần Lạc còn chưa trả nốt số tiền còn lại, 200 triệu cơ mà, ai mà yên tâm được cơ chứ. Hơn nữa một số thịt lớn như vậy đột nhiên biến mất sẽ làm cho người khác chú ý tới. Bỏ túi mới là an toàn nhất sau khi thu hết toàn bộ chỗ thịt vào không gian trần lạc đã yên tâm hơn rất nhiều còn về chuyện người khác có thịt ăn hay không thì liên quan gì đến hắn dù sao hắn và tô đại trụ có thừa thịt để ăn là được rồi hiện tại còn chưa vội đi đã đến rồi thì phải mang hết toàn bộ những thứ hữu dụng trong kho đông lạnh đi trần lạc mở cửa kho đông lạnh thứ hai ra nhìn thấy đồ vật bên trong khóe miệng trần lạc giật liên hồi bên trong kho hàng toàn là tỏi ít cũng phải vài tấn ta lấy nhiều tỏi như vậy để làm gì, tỏi, ngươi thật tàn nhẫn. Thôi, tỏi cũng là gia vị thông thường, bình thường một người một ngày phải ăn kha khá, để điều chế hay nấu ăn cũng có ít. Cứ mang hết đi. Hắn đi tới kho đông lạnh tiếp theo. Đệt mỡ. Gừng, ngươi thật cay độc. Một kho hàng toàn là gừng. Chả trách người ta có câu tỏi thật tàn nhẫn, gừng thật cay độc, có phải đấy là chiêu trò marketing để lăng xê của đám gian thương các người không kho hàng tiếp theo lại khiến trần lạc vui mừng một khối lượng lớn thịt heo hơi cùng với những chế phẩm chế biến khác của heo ví dụ như tim phổi gan heo những thứ này có thể tạm chấp nhận thịt dự trữ của trần lạc toàn là thịt heo cái này có thể coi như là hàng bổ sung kho hàng kế tiếp em chân gà đông lạnh cánh gà đông lạnh còn có cả đùi gà đông lạnh còn có không ít đầu vịt Trần Lạc hơi do dự, ta không thích ăn đầu vịt. Thôi, đã thấy thì không thể bỏ qua được. Và vịt hoàn chỉnh nguyên con cũng có không ít. Kho hàng tiếp theo, Trần Lạc vừa vào đã sáng mắt lên, trong kho là hàng đống thùng tôm đông lạnh, có vẻ kho đông lạnh này dùng để chứa đồ hải sản đông lạnh. Trong đó có đủ các loại cá, hải sản. Trần Lạc tùy tay mở một thùng đông lạnh ra, bên trong ngập tràn tôm tích loại tôm này trực tiếp bỏ vào nước sôi ăn cũng rất ngon trần lạc vui vẻ nhận lấy toàn bộ tôm tích chúng ta đi thôi chuyện làm trần lạc ngoài ý muốn là nơi này còn có không ít lá trà tuy trần lạc không hay uống trà lắm nhưng mà hắn vẫn mang hết toàn bộ đi càng làm cho trần lạc ngoài ý muốn hơn là nơi này có rất nhiều rất nhiều kem rau quả cũng không ít mang hết toàn bộ đi trần lạc tính toán sơ qua một chút trong kho đông lạnh này có khoảng 60.000 tấn vật phẩm. Càng quét toàn bộ một kho đông lạnh lớn, đúng là sản khoái, phải mất hơn nửa ngày Trần Lạc mới nhét hết toàn bộ đồ vật vào trong không gian, cũng bởi vì có quá nhiều đồ nên mới lâu như thế. Trần Lạc cầm chiến lợi phẩm mỹ mãn trở về. Hắn khởi động xe tải, còn chiếc xe hơi kia thì bỏ lại. Trong thành thị có rất nhiều xe hơi, nhưng loại xe tải mà Trần Lạc tỉ mỹ lựa chọn lại hầu như không tìm được. Trần Lạc ngân nga một đoạn nhạc, chuẩn bị đi về nhà, để xem xem tô đại trụ thế nào rồi, sau đó chọn ngày hoàng lịch để đi tới kho lương. Khoảng cách giữa kho đông lạnh và kho lương dài hơn trăm km, không gần, nếu tiện đường Trần Lạc sẽ trực tiếp đến đó. Trên đường đi, không có con tang thi nào xuất hiện cản đường Trần Lạc cả, cũng đúng thôi, mặt thế mới bắt đầu chưa được bao lâu, đám tang thi còn chưa đủ khả năng ngăn cản hắn. Trần Lạc lái xe vào một đường nhỏ, cũng không thấy Tang Thi lãng vãng trên đường. Hoàng Mao đang nấp sau một thân cây, nhìn thấy một chiếc xe tải đi ngang qua, sắc mặt trở nên vui mừng. Tuy chỗ này có thể tạm thời tránh né Tang Thi, nhưng hắn không thể cứ ở lại chỗ này mãi được, không thì lấy cái gì mà ăn uống, nếu như người lái chiếc xe tải này có thể chở hắn theo cùng thì tốt quá. Hoàng Mao nắm chặt cây gậy gỗ để phòng thân, chạy đến giữa đường, lớn tiếng hô. Bác tài, giúp với, chở tôi đi theo với. Trần Lạc mặt không thay đổi, dừng xe là không có khả năng, đừng mơ. Ngoại trừ tô đại trụ, trong một tháng kể từ khi mặt thế xảy ra, Trần Lạc sẽ không thu nhận bất kỳ ai cả. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần là người lớn gan lớn mật thì rất dễ đoạt được một ít đồ vật, có thể tự lực sống sót. Bọn họ chưa từng trải qua hoàn cảnh tuyệt vọng, hoặc có thể nói là chưa phải trải qua cảnh đói đến không còn hơi sức. Hắn có thể kiếm đồ ăn no, ngươi chạy đến nói với hắn ngươi đi với ta đi hay là đợi đến lúc hắn đói lâu rồi ngươi mới đưa thang ngày tuyết lấy cho hắn một ổ bánh mì hai tình huống như vậy tình huống nào sẽ có hiệu quả tốt hơn không cần dạy cũng biết hơn nữa phải đói mờ mắt đi mới dễ dạy dỗ được cho dù trần lạc đã thèm thuồng mễ linh và mễ lạp lâu rồi nhưng mà hắn cũng vẫn để bọn họ chịu đói một thời gian dù sao hắn không vội mà hoàng mau chỉ là người lạ dựa vào cái gì mà ta phải chở ngươi, trong tay ngươi còn đang cầm gậy gộc kia kìa, lỡ đâu ngươi lên xe, rồi nhân lúc ta đang lái xe đánh cho ta một nhát, vậy ta phải làm sao đây, Trần Lạc không giảm tốc độ, tiếp tục chạy như bay. Ngươi dám chắn đường, ta dám đâm xe. Nhìn thấy chiếc xe phía trước không giảm phanh lại, hoàng mau ngẩn người. Cho dù không muốn giúp đỡ, nhưng ngươi cũng phải dừng lại mà nói một câu chứ. Chạy xe như muốn đâm chết ta, Ngươi làm thế là có ý gì hả, hiện tại người lái xe đúng là không có một tí ý thức nơi công cộng gì cả. Nhìn thấy đầu xe tải chỉ còn cách mình hơn 10 mét, hoàng mau vội vàng né sang một bên. Thấy xe tải ngên ngang phóng qua mình, hoàng mau nổi giận mắng. Đệt mẹ nhà ngươi, ngươi cứ chờ đó, có cơ hội ông mày nhất định sẽ chém chết ngươi. Nghe thấy những lời này, sắc mặt trần lạc trầm xuống, dừng xe lại. Đừng hoài nghi những lời hoàng mau nói nếu sau này hoàng mao có cơ hội và năng lực để làm chuyện này hắn nhất định sẽ trả thù ta cầu xin ngươi ngươi nhất quyết phải giúp ta nếu không giúp ta sẽ ghi hận trong lòng đây là lòng người giống như lúc vay tiền những lúc bình thường loại người như vậy có ghi hận trong lòng cùng lắm chỉ là nói xấu sau lưng làm một vài hành động bỉ ổi nhưng sau khi mạc thế tiến đến hắn sẽ giết người vốn dĩ trần lạc không muốn để ý tới hoàng mao nhưng hiện giờ không thể tha cho hắn được. Vẫn là câu nói đó, ngươi uy hiếp đến ta, cho dù loại uy hiếp này nhỏ tới mức có thể không cần để bụng. Trần Lạc nói với Pháp Vương, mày có nghe hắn nói gì không? Hắn nói là muốn ăn thịt chó đấy. Pháp Vương ngẩn ra, tuy ta không thể hiểu hết lời mọi người nói, nhưng ta tin rằng hắn chưa từng nói ra hai chữ thịt chó. Thấy Trần Lạc dừng xe lại, Hoàng Mau lập tức cầm gậy gỗ hung hăng đi tới cửa xe mở ra, Pháp Vương nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe. Pháp Vương hung dữ nhìn Hoàng Mao, không cần biết ngươi có nói muốn ăn thịt chó hay không, chủ nhân muốn ngươi chết, thì ngươi không được phép sống. Thấy có một con chó nhảy xuống khỏi xe, Hoàng Mao có hơi chút kinh ngạc, nhưng mà hắn không hoảng loạn, cười lạnh một tiếng rồi nói. Xem chiêu gậy đánh chó của ta đây. Hoàng Mao giơ gậy gỗ lên, vụt thật mạnh vào người Pháp Vương trong mắt chó của pháp vương hiện lên vẻ kinh thường ta có ma pháp đó ngươi cho rằng ta xuống đây để vật lộn với ngươi chắc qua nửa ngày lượng ma pháp buổi sáng bị tiêu hao mất của trần lạc đã khôi phục lại hoàn toàn nó há mồm phun ra một tia sáng màu tím bắn về phía hoàng mau hoàng mau không có phòng bị lập tức bị ánh sáng bắn trúng người quả đầu màu vàng dựng thẳng đứng lên cho dù pháp vương mới nắm giữ được năng lực lôi điện không lâu nhưng đối với người thường và tang thi thì thứ năng lực này vẫn có độ sát thương không hề nhỏ hoàng Mao ngã xuống đất trần lạc bình tĩnh nói bổ thêm nhát cuối đừng dùng năng lực lôi điện trần lạc để cho pháp vương ra tay cũng vì muốn rèn luyện pháp vương hiện tại bọn họ mới gặp phải một vài thứ bình thường về sau nhất định sẽ phải đối đầu với những trận chiến khốc liệt hơn lúc này luyện tập nhiều về sau sẽ không phải luống cuốn chân tay lực lượng dị năng chỉ có mức độ giới hạn bổ thêm nhát cuối mà phải tiêu hao dị năng là lựa chọn không sáng suốt chút nào lúc trước trần lạc chỉ đánh chết tang thi chưa từng giết người sống trương mộng cũng chỉ bị trần lạc xô ngã tuy pháp vương là một con chó nhưng quá trình này vẫn rất cần thiết pháp vương rõ ràng có hơi do dự nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của trần lạc nó vẫn dùng bộ hàm sắc nhọn của mình cắn đứt yết hầu hoàng mau càng đến gần thành phố càng có nhiều tang thi trên đường có mấy chiếc xe đột nhiên bị mất lái vì vậy hàng loạt phương tiện đâm lung tung vào nhau ngày càng nhiều thần đô có rất nhiều xe nhiều đến mức cần phải chia chẳng lẽ mới có thể đoán được ở những khu đông đúc đường đã bị tắt nghẽn hoàn toàn mấy trăm chiếc xe liên hoàn tông vào nhau trừ phi di chuyển những chiếc xe bị chặn ngổn ngang trên đường đừng nói đến xe tải hạng nặng do trần lạc điều khiển ngay cả xe tăng cũng không thể đi qua được may mắn thay khu biệt thự nhà trần lạc nằm ở vùng tương đối yên tĩnh gần đó có núi có suối người và xe cộ không nhiều trần lạc đặc biệt tìm kiếm những con đường có ít xe cộ qua lại cho dù đi đường vòng hay mất thêm chút thời gian cũng không thành vấn đề thỉnh thoảng gặp hai ba chiếc xe chắn đường trần lạc sẽ trực tiếp tăng tốc tông vào xe nhỏ trực tiếp bị đụng bay va chạm trên đường một lần nữa trần lạc mới về đến gần nhà trần lạc thở vào một hơi thật không dễ dàng nhìn thoáng xung quanh trần lạc chuẩn bị đậu chiếc xe tải hạng nặng ở ven đường không lái vào khu biệt thự xe tải hạng nặng mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng có khuyết điểm chính là không được linh hoạt có những đoạn đường xe nhỏ đi vào được còn nó thì không đi qua những chỗ rẽ cũng không được thuận tiện con đường bên trong khu biệt thự không rộng lắm không đủ để đậu một chiếc xe tải hạng nặng tuy có thể miễn cưỡng đi vào nhưng muốn quay đầu đi ra thì thật sự rất khó khăn kỹ năng quay xe của Trần Lạc cũng không cần nhắc đến. Trần Lạc nói, Pháp Vương, ngươi xuống xe dụ tang thi đi, sau đó đi vào bên trong khu biệt thự chờ ta. Trần Lạc chỉ về hướng khu biệt thự. Pháp Vương hiểu ý nhảy xuống xe, sủa to mấy tiếng gâu gâu. Hơn 20 con tang thi bị xe tải hạng nặng dẫn đến lập tức bị Pháp Vương thu hút sự chú ý, tốc độ của chó vốn dĩ đã rất nhanh, dường như không ai có thể đuổi kịp một con chó trưởng thành bình thường. Pháp Vương đã thức tỉnh dị năng của mình, tốc độ thậm chí càng tăng lên. Thực lực của Pháp Vương rất mạnh mẽ, tốc độ thật sự có thể nhanh như thiểm điện. Nó không chỉ nhanh mà còn linh hoạt, thân hình thấp, cho nên việc dẫn dắt tang Thi đi cũng không phải là điều dễ dàng. Âm thanh của Pháp Vương nhỏ dần, Trần Lạc cười khẽ, dù thiên phú của Pháp Vương không được mạnh, nhưng nó cũng là một người bạn đồng hành rất tốt. Ít nhất, nó sẽ không phản bội hắn. Trần Lạc có thể tùy tiện đánh giết những tang thi này, nhưng hắn lại để Pháp Vương dẫn chúng rời đi, không vì lý do nào khác, ngoài việc hắn muốn để tang thi trong xe cho mình. Nếu không có tang thi, sẽ có người đến gần xe tải hạng nặng, mặc dù họ không thể lái nó đi nhưng vẫn có khả năng phá hư. Đây là sức lao động miễn phí, không dùng thì thật phí phạm. Trần Lạc đi đến cổng khu biệt thự, nhìn thấy trong hai con tang thi bảo vệ không có tô đại trụ, mới thở vào nhẹ nhõm trần lạc rất sợ hiệu ứng cánh bướm sẽ xảy ra thế giới đã có sự thay đổi tô đại trụ sẽ trực tiếp biến thành tang thi mà điều này trần lạc cũng không có cách nào khác trần lạc lấy dùi cui điện tùy tiện giết chết mấy con tang thi mà hắn gặp được bắt đầu tìm kiếm tô đại trụ trần lạc nhớ rõ tô đại trụ lúc mặt thế nổ ra đã chạy trốn vào bên trong khu biệt thự trèo tường vào một gian biệt thự trốn đi lúc ấy hai người cũng không có liên thủ về sau bởi vì không có đồ ăn đi vào siêu thị bên trong khu biệt thự để tìm kiếm vật tư trần lạc mới tình cờ gặp được tô đại trụ sau đó hợp tác với nhau trần lạc làm sao có thể chịu đựng được việc hơn một tháng nữa mới được ở chung với tô đại trụ người anh em à ta rất nhớ ngươi trần lạc cũng không nỡ để tô đại trụ nhịn đói hơn một tháng ta ăn cái gì ngươi cũng ăn cái đó mặt khác tô đại trụ cũng không biết về sự tồn tại của tinh thể ở giai đoạn đầu dẫn đến thời gian phát triển ban đầu bị bỏ lỡ, Trần Lạc nhất định phải bổ sung. Nhưng Trần Lạc không nhớ Tô Đại Trụ đã trốn ở chỗ nào trong biệt thự, chỉ nhớ là chỗ nào đó ở khu vực bên ngoài. Chuyện này không làm khó được Trần Lạc, người khác không dám dùng thủ đoạn, còn về Trần Lạc thì dám. Đúng lúc Pháp Vương liếm mặt, quay trở lại cùng với vẻ mặt tranh công, Trần Lạc mỉm cười sờ đầu chó. Trần Lạc cầm dùi cui điện trong tay, hét lớn tiếng, Tô Đại Trụ, ngươi đang ở đâu? thị lực của tang thi không tốt lắm, nhưng thính giác và khứu giác của chúng lại cực kỳ nhạy bén, hét lớn như vậy sẽ dễ thu hút tang thi. Nhưng Trần Lạc có sợ chuyện này sao, một căn phòng bên trong biệt thự nào đó, Tô Đại Trụ đang trốn cùng một cô gái tên Trần Tĩnh, nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Trần Lạc ngay bên cạnh mình, không khỏi oán giận nói, người này có bị bệnh không, hắn có thể không sợ thu hút tang thi đến, hại chết bản thân, nhưng tuyệt đối không được hại chết chúng ta như thế này. Tô Đại Trụ nhịn không được lập tức đứng lên. Là anh Trần. Với đầu óc của anh Trần, không nghĩ làm như vậy rất nguy hiểm sao? Nhưng anh Trần vậy mà lại dùng phương pháp này để tìm kiếm mình, giao tình giữa hắn và anh Trần không tốt đến mức này, nhưng Tô Đại Trụ vẫn rất cảm động. Tô Đại Trụ đi đến bên cạnh cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Trần Lạc, cô gái tên Trần Tĩnh cũng chạy đến. Đúng lúc này có một con tang thi bị thu hút đến, Trần Lạc không chút hoảng loạn đã dùng điện giật chết nó. Cảnh tượng này bị Tô Đại Trụ và Trần Tĩnh nhìn thấy. Văn Tĩnh không phải là chủ của khu biệt thự này, nhưng vào lúc mặt thế bùng nổ, cô đã cùng Tô Đại Trụ chạy đến chỗ này. Văn Tĩnh kinh hãi, dù cui điện này có uy lực thật lớn, nếu có cái này phòng thân, lúc gặp phải tang thi cũng không cần sợ hãi nữa, khó trách người này có lá gan lớn đến vậy. Tô Đại Trụ hét lên, anh Trần, ta ở đây. Trần Lạc nhìn thấy Tô Đại Trụ, trên mặt không nhịn được mà nở một nụ cười, anh em tốt, quả nhiên ngươi không có vấn đề gì. Nhưng khi nhìn thấy Văn Tĩnh, sắc mặt Trần Lạc trầm lại. Chết tiệt, sao hắn lại quên mất trà xanh Trần Tĩnh này chứ? Kiếp trước, hắn và Tô Đại Trụ bị Trần Tĩnh này hại rất thảm. Trần Tĩnh là người rất mưu mô, nước lọc không đủ tinh khiết, cô sợ nước máy có nguy hiểm, sau khi uống sẽ biến thành tan thi vì vậy cô lấy tô đại trụ làm thí nghiệm anh đại trụ uống trà tô đại trụ không hề đề phòng một chút nào sau khi cô cộng tác với tô đại trụ trần tĩnh ở trước mặt tô đại trụ nói anh đại trụ ta luôn có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh ngươi còn về trần lạc anh trần không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy rất thân thiết khi phân chia đồ ăn trần tĩnh luôn luôn giấu đi một phần ngoài mặt thì nói khác khó chịu nhưng cũng không mở miệng đòi thức ăn chỉ giả vờ đáng thương chẳng hạn như chóng mặt ngất xỉu vì đói sau khi tô đại trụ đưa thức ăn của mình cho cô cô lập tức chảy nước mắt nói cảm ơn nhưng thực ra cô còn có một ba lô đồ ăn một trà xanh điệu nghệ lô hỏa thuần thanh đồ nghịch tô đại trụ xoay vòng nhớ đến tất cả những chuyện này trần lạc lập tức nổi cơn tức giận chỉ hận không thể dùng một tay bóp chết trần tỉnh trần lạc tỉnh táo lại bây giờ không thể giết chết trần tĩnh trần tĩnh lúc này vẫn chưa là trà xanh nếu cứ trực tiếp giết cô mà không rõ ràng như vậy thì ngược lại sẽ khiến cho tô đại trụ xa lánh hắn dẫn đến càng chạy càng xa cũng tốt vừa hay có thể dùng trần tĩnh này khiến cho tô đại trụ hiểu được sự nguy hiểm trong lòng người một tay đập chết ngươi cũng không giúp ta hả giận để xem ta làm sao giết chết ngươi trần lạc nói đại trụ đi theo ta đến nhà của ta ở đó chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau tô đại trụ liên tục gật đầu hai người đàn ông ở cùng một chỗ quả thực có thể chăm sóc lẫn nhau hơn nữa trong lòng tô đại trụ có cảm giác đi theo anh trần lăn lộn nhất định sẽ không sai buổi sáng anh trần đã cảnh báo hắn không ngờ thật đúng là đã xảy ra chuyện trần tĩnh cũng đồng ý trong tay anh trần này có dùi cui điện đi cùng với hắn sẽ được an toàn anh trần ta tên là trần tĩnh chúng ta cùng họ Nói không chừng, 500 năm trước chúng ta còn là người một nhà. Trong thế giới quan trọng ngoại hình, người xấu có giỏi pha trà, người khác cũng lười uống. Trần Tỉnh này có khí chất của một tiểu gia bích ngọc, khá ưa nhìn, miễn cưỡng có thể đạt đến mức độ hoa khôi của lớp. Trần Lạc nói, tạm thời không nói những cái này, nhanh chóng rời đi, nếu gặp phải tang thi thì lại phiền phức. PS tiểu gia bích ngọc, chỉ con gái xinh đẹp của những gia đình bình thường trong lòng Trần Tĩnh tính toán, nhất định phải tăng hảo cảm với Trần Lạc này, có hai người đàn ông bảo vệ mình thì cô cũng có thể cố gắng chờ đợi đến lúc quốc gia cứu viện. Trong những ngày đầu của mặt thế, hầu như tất cả mọi người đều ôm lấy ảo tưởng, cho rằng đây chỉ là tai nạn tạm thời, nhưng càng chờ lại càng tuyệt vọng. Trên đường, Trần Lạc gặp được hai con tang thi, trực tiếp dùng dùi cui điện giết chết chúng, Trần Tĩnh rất vui khi nhìn thấy điều này, dùi cui điện càng mạnh, cô càng cảm thấy yên tâm. Sau khi vào nhà, Trần Tĩnh nhìn cách bố trí trong nhà của Trần Lạc, trong lòng rất ngạc nhiên. Vị trí của căn biệt thự này, hoàn cảnh, quy mô rõ ràng không thể so sánh với căn biệt thự trước đó, nếu như có thể đợi đến khi quốc gia cứu viện, lại bắt được Trần Lạc, chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao, hơn nữa Trần Lạc không phải là một lão già họm hẹm, cũng không phải là kẻ vớ va vớ vẩn, thậm chí còn đẹp trai hơn so với tiểu thịt tươi. PS tiểu thịt tươi, chỉ những chàng trai trẻ trung, ngoại hình thanh tú, làn da không tì vết, ăn nói nhỏ nhẹ. Lúc này, bụng của tô đại trụ phát ra những tiếng phản kháng. Nếu như mặt thế là do một loại virus nào đó tạo thành, nó đã có thể biến người ta thành tan thi, thì cũng có thể làm cho thức tỉnh dị năng, cũng sẽ thay đổi tố chất cơ thể của con người. Cơ thể của tô đại trụ đã được biến đổi một lần, virus thật sự mang lại lợi ích to lớn cho những người còn sống sót cái giá phải trả là cơ thể sẽ cần nhiều năng lượng hơn so với bình thường. Tội nghiệp Tô Đại Trụ buổi sáng ăn không nhiều, bây giờ cũng đã chạm vạn tối, vẫn chưa được ăn gì, bụng đói cồn cào kêu thành tiếng. Trong lúc đợi ở căn biệt thự kia, hắn vẫn không có cái gì để ăn. Bởi vì chủ của căn biệt thự kia hàng năm đều không có ở đấy, cho nên không có gì để ăn. Trần Tĩnh cũng ngẩng đầu, ngại ngùng, liếc mắt nhìn Trần Lạc. Trần Lạc nói, các ngươi đừng vội, ta đi lấy đồ ăn. Trần Lạc đi về phía tủ lạnh, ngoại trừ để lại ba miếng bánh mì, những thứ còn lại trong tủ lạnh đều được cất vào trong không gian dị năng. Trần Lạc chia ba miếng bánh mì thành hai phần, một phần có một miếng, một phần có hai miếng, nghĩ đến cái gì đó, trên mặt Trần Lạc lộ ra nụ cười xấu xa. Cứ như vậy mà cho ngươi ăn, chẳng phải là quá có lợi cho ngươi rồi sao, Trần Lạc gọi Pháp Vương đến, lấy miếng bánh mì của phần một miếng kia cọ sát vào chỗ sâu của môn Pháp Vương. Toàn bộ cơ thể của Pháp Vương đều cảm thấy không tốt. Trần Lạc cười xấu xa, cho ngươi thêm một số gia vị. Khi đi đến trước mặt hai người, vẻ mặt Trần Lạc tiếc nuối nói, này, trong nhà chỉ có những thứ này, các ngươi ăn tạm trước đi. Tô Đại Trụ Trần chờ nói, anh Trần, anh nên giữ lại cho bản thân thì tốt hơn. Trần Lạc thản nhiên nói, này, không sao, có cơ hội rồi chúng ta đến siêu thị mua đồ ăn là được. Trần Lạc nói với Trần Tĩnh, ngươi là phụ nữ, ăn ít, chia cho ngươi một miếng có được không? Với tính cách trà xanh của Trần Tĩnh, cô sẽ không bao giờ nói ra những lời này. Trần Tĩnh bất mãn trong lòng, nhưng cô cũng cảm thấy Trần Lạc nói đúng, Tô Đại Trụ ăn no rồi mới có sức đi tìm đồ ăn cho cô. Tô Đại Trụ thực sự rất đói bụng, nuốt ngấu nghiến ba ngụm đã hết hai miếng bánh mì, nhưng rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Trần Tĩnh cũng không chịu yếu thế, nhét trọn miếng bánh mì vào trong miệng. Vẻ mặt Trần Tĩnh đột nhiên có chút kỳ lạ, bánh mì này, có mùi vị không bình thường, Pháp Vương Kinh Hải nhìn Trần Tĩnh, bánh mì đã chạm vào mông của ta mà ngươi cũng dám ăn. Ta hình như vừa đi ngoài một đống trong kho lạnh. Trần Lạc mỉm cười, sắc mặt vẫn như bình thường, nhưng thật ra trong lòng hắn đang rất vui vẻ. Mùi vị từ mông của lôi điện Pháp Vương, ngươi có thể được nếm thử là một điều vinh hạnh nhìn thấy tô đại trụ thỉnh thoảng xoa bụng trần lạc ý thức được tuy dạy dỗ trần tỉnh lâu dài dĩ nhiên rất thoải mái nhưng tô đại trụ sẽ chịu tội cùng cô với tính cách của tô đại trụ nếu trần lạc đưa đồ ăn ngon cho hắn tô đại trụ còn chưa thấy rõ mặt mũi của trần tỉnh nhất định sẽ chia sẻ cho cô tuyệt không thể nào cho trần tỉnh bánh mì thương hiệu phát vương trần lạc đã rất đau lòng rồi phải nhanh chóng chơi chết trần tỉnh nếu không thì sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái xảy ra. Trần Lạc phủi tay, ba người ngồi xuống sofa. Trần Lạc trầm giọng nói, không có thức ăn, nhất định phải nhanh chóng lấy thức ăn càng sớm càng tốt, nhưng lúc không có ai đi đến siêu thị ở dưới tiểu khu, chúng ta phải lấy nhiều hơn một chút. Tô Đại trụ nói, anh Trần, chúng ta đi ngay đi, ta sẽ yểm trợ cho ngươi, ngươi yên tâm dùng dùi cui điện mà giật điện, chỉ cần ta không chết, tang thi tuyệt đối không thể làm hại đến ngươi. Trần Lạc lắc đầu, cách này không được, chiếc dùi cui điện này khi sạc đầy cũng chỉ có thể giật điện chết được bốn con tang thi, ta thấy tang thi ở siêu thị bên kia nhiều hơn thế, ta có cách khác tốt hơn. Trần Lạc chỉ chỉ Trần Tĩnh, em gái, thân thể ngươi nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ chắc chắn không yếu, ngươi dẫn dắt tang thi rời đi, ta và đại trụ đi siêu thị mua vật tư, sau đó chúng ta tụ họp ở nhà. Trần Tĩnh trợn tròn mắt, để cho ta đi dẫn dắt tang thi rời đi. Trần Tĩnh tuổi thân quốc tức nói, anh Trần, từ nhỏ cơ thể ta đã suy nhược nhiều bệnh, chạy không được nhanh, cái này không phải là để cho ta đi chịu chết sao? Trần Lạc cười một tiếng, vậy ta phụ trách dẫn dắt tang thi rời đi, ngươi và đại trụ đi lấy vật tư được không? Trần Tĩnh cũng không đồng ý, quá nguy hiểm. Trần Tĩnh khóc nức nở nói, anh Trần, thật sự không phải là ta không đồng ý, chỉ là từ sáng ta đến giờ ta chỉ được ăn một miếng bánh mì ngươi đưa cho ta ta sợ bản thân không có sức lực, ngược lại làm ảnh hưởng đến các ngươi. Trần Lạc bất mãn nói, vậy ngươi nói xem ngươi có thể làm được gì. Cũng không thể chuyện gì cũng không làm, chỉ có ta và đại trụ mạo hiểm, còn ngươi lại ngồi mắt ăn bát vàng như vậy. Trần Tĩnh không ngờ Trần Lạc không có một chút thương hoa tiết ngọc, không có một chút phong thái của người đàn ông, chăm sóc phụ nữ không phải là chuyện nên làm sao. Vậy mà lại bắt cô hành động chung. Trần Tĩnh chỉ có thể đáng thương mà nhìn Tô Đại trụ, hy vọng hắn có thể thay cô nói một lời công bằng. Trần Lạc không cho cô cơ hội, hắn giọng nói, "Từ buổi sáng ta đã không có uống nước, cổ họng đã khát khô rồi, cũng trách ta không chuẩn bị một chút nước khoáng trong nhà, ngay cả nước máy mà ta cũng không biết có bị ô nhiễm hay không. Nếu không, Trần Tĩnh, ngươi thay ta xem thử đi. Ngươi thử thì ta không cần ngươi đi nữa." Trần Tĩnh tức giận đây là việc một người đàn ông nên làm sao bắt ta làm vật thí nghiệm cũng bởi vì lo lắng nước bị ô nhiễm nên trần tĩnh mới không dám uống tô đại trụ lại luôn ở bên cạnh cô khiến cho cô không dám uống nước qua ha ha trong ba lô cô sợ tô đại trụ muốn uống nước của cô vì sao ta nhất định phải làm những thứ này nếu ta có thể làm thì còn cần các ngươi làm gì nữa trần tĩnh nhỏ giọng nói ta có thể giúp các ngươi giặt quần áo lo liệu cuộc sống cho các ngươi anh Trần ngươi đừng gây khó dễ với ta. Ngay lúc đó, ánh mắt Trần Tĩnh nhìn thoáng qua thấy Pháp Vương, lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói, đúng rồi, chúng ta có thể để nó thử trước xem nước máy có thể uống được hay không. Pháp Vương khó hiểu nhìn Trần Tĩnh. Mặc dù ta không phải là người, nhưng ngươi thật sự là chó. Để cho ta làm thí nghiệm. Chết tiệt, ta muốn cắn ngươi. Pháp Vương tức giận bổ nhào về phía Trần Tĩnh một mực cắn vào ba lô đang đeo sau lưng cô. Trần tĩnh bị dọa đến mức hét lớn lên, ông chặt ba lô trong tay, món đồ trong ba lô bị lộ ra ngoài, bộ mặt thật của cô cuối cùng cũng lộ ra ánh sáng. Pháp vương sủa gâu gâu, ra hiệu với Trần Lạc. Ánh mắt Trần Lạc sáng lên. Có vật gì tốt, để cho ta xem xem. Trần Tĩnh không biết có phải một người và một chó phối hợp không, Trần Lạc dùng sức mở ba lô của Trần Tĩnh ra. Khá lắm, bên trong có không ít đồ ăn một túi lớn thịt bò viên hai cây sô cô la một túi khoai tây chiên mười mấy viên thạch nhỏ đông lạnh còn có hai chai nước qua ha ha rất nhiều nữ sinh đều có thói quen mang theo một chút đồ ăn vặt bên người trần tĩnh cũng có thói quen này vừa nhìn thấy tang thi cô đã biết chắc chắn có thảm họa xảy ra rất nhiều thảm họa có tính chất kéo dài cho nên vật tư là thứ rất quan trọng có ăn có uống thì mới có thể kéo dài thời gian sống sót, đợi đến khi quốc gia cứu viện. Mặc dù Tô Đại Trụ cứu cô, nhưng cô cũng không sẵn lòng chia sẻ đồ ăn vặt của mình cho Tô Đại Trụ. Trốn cùng với Tô Đại Trụ hơn nửa ngày, cô cũng rất đói bụng và khó chịu, vốn dĩ muốn tìm cái cớ, để né tránh Tô Đại Trụ, lén lút ăn vụng một chút. Nhưng cô không biết tai nạn này sẽ kéo dài bao lâu, Trần Tĩnh nghĩ, cơn đói của mình thật sự không thể chờ được, cho đến khi có đồ ăn nữa không ngờ pháp vương và trần lạc một người một chó này lại để lộ đồ ăn nhẹ trong ba lô của cô ra ngoài như vậy trước đó cô luôn một mực nói rằng trên người mình không có đồ ăn trong đầu trần tỉnh trống rỗng đồ ở trong ba lô bị nhìn thấy cũng không sao nhưng đắc tội với hai người đàn ông e rằng sau này muốn có vật tư miễn phí sợ là không có khả năng nữa đặc biệt là trần lạc này đang cố ý hay vô tình mà nhắm vào cô nhìn đồ ăn vặt trong ba lô, Trần Lạc rất vui vẻ, thành thật mà nói, hắn biết sau này Trần Tĩnh sẽ giấu vật tư bên người, nhưng không ngờ trước ngày mặt thế cô còn mang theo không ít đồ ăn vặt bên người. Sắc mặt ghê tởm đã bị lộ ra ánh sáng một chút. Ha ha, ta nhìn đã thấy đói bụng, ta sẽ không khách khí đâu. Trần Lạc cắm ống hút vào bên trong bình nước qua ha ha, uống liền mấy ngụm. Đồng thời đưa thịt bò viên và khoai tây chiên cho tô đại trụ đại trụ, ngươi chưa ăn no, cầm lấy, ăn no rồi chúng ta đi lấy vật tư. Lần này, tô đại trụ cũng không khách sáo với Trần Lạc, không nói lời nào chỉ nhận lấy đồ ăn, không thiện ý liếc nhìn Trần Tĩnh. Buổi sáng, hắn bất chấp nguy hiểm cứu Trần Tĩnh, Trần Tĩnh không vào được biệt thự, vẫn là hắn phải quay trở lại đẩy Trần Tĩnh vào trong. Suýt chút nữa đã bị tang Thi bắt được. Kết quả, rõ ràng cô có đồ ăn, nhưng vẫn nói dối bản thân không có đại khái chính là không muốn chia sẻ cho hắn cô đại trụ chỉ là có lòng tốt không chủ động nghĩ xấu về người khác thật ra hắn cũng không ngốc cái này còn phải khách sáo với trần tĩnh sao trần tĩnh kịp phản ứng lại hét lớn lên rồi lao tới đây là đồ của ta trả lại cho ta trần lạc đẩy cô ngã xuống trần tĩnh ngã nhào trên đất bắt đầu khóc lóc hai người các ngươi là đàn ông ức hiếp một cô gái như ta còn gọi là đàn ông không chứ trần lạc nở nụ cười lạnh lùng ngươi đi hỏi các tang thi một chút xem bọn chúng có quan tâm ngươi là đàn ông hay phụ nữ không mặc dù bản chất thật của trần tĩnh đã được phơi bày ra bên ngoài một chút nhưng như thế vẫn chưa đủ không đủ để tô đại trụ hiểu được bản chất thật của con người cần phải thật tàn nhẫn với trần tĩnh rất nhanh trần lạc đã có kế hoạch trần lạc ngược lại an ủi trần tĩnh nói khóc cái gì chúng ta ăn no rồi mới có sức đi tìm vật tư lần này ngươi không muốn đi chúng ta ăn đồ của ngươi đợi đến khi chúng ta trở về sẽ trả lại cho ngươi gấp bội trần tĩnh cũng ý thức được bất kể như thế nào cô không thể trở mặt với hai người trần lạc và tô đại trụ như vậy tuyệt đối không có lợi với cô ngược lại sẽ đẩy cô xuống vực sâu bản thân chết rồi cũng không thể nói lý lẽ được nữa trần tĩnh đẫm lệ hai mắt nói là ta không đúng là do ta lúc còn nhỏ vẫn luôn sợ đói bụng ta biết tính cách này của ta không tốt Thật xin lỗi, đây là phản ứng bản năng của ta. Ba la ba la, Trần Tĩnh đã bịa ra một câu chuyện xưa, khi còn nhỏ bản thân đã khốn khổ như thế nào. Trần Lạc cũng phải ngưỡng mộ Trần Tĩnh, trong lúc nguy cấp lại có thể bịa ra một câu chuyện xưa như vậy. Trần Lạc ăn một ít thạch, phần còn lại đưa hết cho Tô Đại Trụ. Trần Tĩnh đứng một bên đau lòng nhìn, các vật tư dự trữ của mình cứ như vậy mà mất hết. Trần Lạc nói, "Đại Trụ chúng ta nghỉ ngơi một tiếng sau đó đi đến trước cửa siêu thị xem sao tô đại trụ gật đầu nói đều nghe theo anh trần trần lạc giả vờ đi nghỉ ngơi nhưng thực chất là gọi pháp vương đến pháp vương ngươi ra bên ngoài thu hút tang thi đến khoảng chừng mười mấy con như vậy dẫn đến chỗ chúng ta pháp vương đi chậm lại không vứt bỏ tang thi là có thể dẫn dụ được những tang thi kém thông minh cấp thấp nhất lúc nguy nan mới biết được lòng người khi đại nạn ập đến bộ mặt thật và nhân tính của con người mới có thể lộ rõ ra bên ngoài pháp vương có chút nghi ngờ nhìn về phía trần lạc dẫn dụ tang thi ta có thể hiểu nhưng dẫn vào trong nhà ta không thể hiểu trần lạc liếc nhìn pháp vương đừng lo lắng nhiều sau khi trở về ngươi sẽ hiểu pháp vương nhận lệnh rời đi trần lạc trước tiên đi xuống lầu lén lút mở cửa nhà ra lấy bốn củ tỏi từ trong không gian dị năng ra bên ngoài đi vào phòng bếp băm nhỏ chúng thành vụn tỏi tỏi này không thể ứng phó với tang thi hay khiến chúng sợ hãi ngược lại mùi của tỏi sẽ kích thích khứu giác sẽ thu hút được rất nhiều tang thi nếu một người có mùi hăng ở trên cơ thể những tang thi cấp thấp sẽ ù vào xé nát cơ thể người đó trần lạc đem hai bát nước tỏi đặt lên bàn